trường trung học cơ sở Phú Long rồi các bạn, bên đây trái của mình đây. Đưa tuyến đường này từ ngay trung tâm của thị trấn Phú Long, ngay ngã ba quốc lộ 1A đó. Tuyến đường này mình chạy ra ngoài Phú Hải, giáp với đường Nguyễn Thông, thuộc địa bàn phường Phú Hải. Cái cọc tiêu biển báo là báo 2 km ra ngay ngã ba đường Nguyễn Thông của Phú Hải luôn. Thì cái con đường này sau này mới được tu bổ và trải nhựa lại, cho nên đường cái khúc này rất là phẳng, khá là rộng, đường hai làn xe khá là rộng. Cái lúc trước mình đi là đường nhỏ mà nó gồ ghề rất là khó đi. Khu vực này dân cư tập trung tương đối đông. Thì chỗ này vẫn thuộc của thị trấn Phú Long luôn các bạn. Chạy một chút xíu nữa là mình sẽ giáp ranh với địa bàn của xã Hàm Thắng, rồi sau đó là ra đến phường Phú Hải của Phan Thiết. Bên tay phải mình là trường tiểu học Xuân Mỹ, mới vừa được xây dựng lên cho nên nó còn mới. Đó, nhìn ra phía xa bên trên kia là khu vực nghĩa trang của thành phố Phan Thiết. Cái tuyến đường Phú Long ra đến đường Nguyễn Thông Phú Hải thì dài hơn 2 km. Đi tuyến đường này ai ở Phú Long hoặc là khúc ngoài mà địa bàn Hàm Thuận Bắc, di chuyển trên quốc lộ mà muốn đi ra ngoài khu vực Mũi Né, Hồng Rơm thì mình đi tắt cái tuyến đường này rất là nhanh luôn. Bên đây có cái sông. Nói chung là thị trấn Phú Long tương đối khá rộng, chỉ có khu vực ở trung tâm đó. Người ta là dân cư chủ yếu tập trung cái khu vực trung tâm mình thường nó đông đúc hơn. Và cái diện tích của Phú Long nói chung là khá là rộng. Mấy cái khu phố mà nằm ngồi rìa trung tâm thì mình chạy tới đây thì cũng thuộc của Phú Long nè, khu phố Phú Mỹ là Phú Long nè. Tới đây là giáp ranh với nghĩa trang thành phố. Chạy ở đây mình nhìn lên phía bên tay trái, nhìn xa xa lên phía trên cao là mình sẽ dễ nhận ra là ngay cái nghĩa trang. Đường bên tay trái này là đi lên nghĩa trang thành phố rồi các bạn. Phú Long rộng kia chứ, rộng ra tới đây luôn, hay quá. Cơ sở điều trị nghiện ma túy là bên tay trái của mình, bây giờ mình mới biết. Tới đây là hết địa bàn Phú Long, đây là thuộc Phú Hải rồi các bạn. Đường rất là dễ đi, rất là thoải mái luôn. Bên này có cái chùa là đẹp nè. Chùa này sau này người ta mới trùng tu xây dựng.
bàn Phú Long mà rất là rộng, nó trải dài chủ yếu là hai bên cái mặt tiền đường á, dân cư người ta tập trung rất là đông. Bên tay trái của mình là trường trung học cơ sở Nguyễn Thông, phường Phú Hải. À, tới đây là cái ngã ba rồi các bạn, ngã ba giáp với đường Nguyễn Thông đây. Bên tay phải là hướng đi về trung tâm thành phố, bên tay trái là đi ra Mũi Né nè. Quẹo trái là mình đi ra Mũi Né Hồng Rơm được đó các bạn. Phía trên cao phía bên tay phải kia nhìn lên là lầu ông Hoàng ấy. Ông Hoàng là có cái tháp chăm bột xanh nừ. Bây giờ mình sẽ quay lại đây.